qua và CT của hệ thống khác. Mình phân tích một số bệnh lý thường gặp. Nhớ rõ chỗ này ha, chỉ nó có những bệnh lý liên quan đến vùng này, rồi đường mình hay gặp.
gặp được là được xe gần trên tương lai và được vòng công lỗ về xe hát trên tương lai. Trên tương lai người ta có một câu nhấn mạnh đó là khi mà họ thường đường trên tương lai thì hãy xem thử có gãy vùng cổ xương đùi hay không, nhưng mà gãy cổ xương đùi chắc chưa chắc là bắt đường đường trên tương lai. Ở đây là một hình minh họa một cái tư thế rất khác, xoay trong và xoay ngoài. Mà nãy mình có nhắc là AB là mình phải xoay trong. Khi mình thường chân đầu, mà chân đầu là 15. Đó, nhìn hình nha. Một cái khác xoay trong thì nó làm sao? Cái phần bó chuyển lớn thì nó bị buông ra ngoài, nó không có tròn hẳn lên cổ xương đùi. Và khi xoay trong thì sao? Cổ xương đùi nó được kéo dài ra. Cho nên mình đánh giá giá phải thì mình rất là tốt. Xoay ngoài thì sao ạ? Cái vùng này trồng lên, cổ xương đùi không được đánh giá tốt. Và đối với xoay cong thì có một cái điều đặc biệt đó là phần mốt chuyển máng mình sẽ thấy rõ hơn cái vùng này. Và một cái ví dụ của một cái tư thế x-quang AB là mình khó khảo sát được cái máy phía trước, máy phía trước và máy phía sau của bộ cổ gối, mình khó rất là khó đánh giá. Một cái tư thế option thứ hai là tư thế isolateral, tức là tư thế bên. Tư thế này được dùng trong trường hợp nào? Tư thế này dùng trong trường hợp là những bệnh nhân bị bất động hay một chấn thương nặng hay là những bệnh nhân phẫu thuật. Tại vì sao? Tại vì người ta sẽ chụp bên lạnh và cái chân bên này là quay đầu chụp là chân bệnh, chân bên lạnh là đưa ra kia chiếu vô. Thì lợi ích của tư thế này sao? Và khảo sát tốt được cái máy phía trước, máy phía sau cổ gối và khảo sát được cổ. Như vậy đối với những cái tổn thương liên quan đến vùng cổ xương đùi thì mình dùng như thế nào là tốt nhất. Tư thế tiếp theo là tư thế chân lách, vừa được gặp rồi. Tư thế chân lách thì sao? Chụp về phía chân lạnh. Cho nên chính như vậy thì sao? Rất là khó ha. Rất là khó, những bệnh nhân mà bị chấn thương nặng trong vùng khớp háng thì rất là khó. Nhưng mà nếu mà chụp hai tư thế thì nó ra một cái tư thế đó là tôi xin có khác hai bên dạng tư thế chẳng hạn. Thì mục đích của cái tư thế này là gì? Đánh giá rõ được cái chọn xương đùi, nhưng nó tổn thương liên quan đến vùng chọn xương đùi, đánh giá rất là tốt trên tư thế này. Như vậy đối với một cái viên x-quang khớp háng thì có ba tư thế cơ bản nhất. Một là tư thế hai bên, thế là một tư thế bên isolateral. Tư thế thứ ba nữa là tư thế chẳng hạn. Thì mình phải nắm rõ mỗi tư thế là lợi ích như thế nào. Thế như vậy, khi mà mình chọn x quang của khớp háng thì lúc nào mình cũng xem xét cái mật độ của xương ha, và cấu trúc của các bàn xương giống như nãy mình nói ha. Chỗ này mình nói đây có vùng là đen sâu ấp, mình nói đây có đường chậu mu màu thế ha, được xem như vậy. Trong lý học MRI của khớp háng như vậy, MRI khớp háng được sử dụng khi nào? Đau đớn khớp háng được sử dụng khi x-quang nghi ngờ có những tổn thương như là hoại tử, những tổn thương như là gãy chín, những tổn thương liên quan đến u, những x-quang mà không ngại với những gãy cổ xương đùi không như là ví dụ như gãy cổ xương đùi mà thuộc cái dạng theo phân tích Garden 1 thì đau đớn nó có vai trò cao, hay những gãy xương đùi mà dạng gãy mạch stress thì đau đớn vai trò rất là cao. Rồi đương nhiên cái này là chung của một cái MRI rồi. Tất cả các hạng mục có nhân cơ, mô ngày hay là u xương, độ lan rộng thì phải chụp MRI hết. Còn với protocol là một cái MRI khớp háng thì khá là đơn giản ha, cũng tương tự như tất cả các khớp háng thôi. Thì mình dùng hai cái chuỗi xương đó là một cái CH, CH để khảo sát thủy xương cơ dây nhằn thì đó, bắt đầu về tính hệ liên quan đến dịch. Cái hai là mình dùng một cái ly. Và cái chuỗi xương quan trọng nhất là một trường bệnh corona T1 ha, TSE, post ROV lớn, khảo sát hai cái chuỗi xương khớp háng luôn để khảo sát hết. Đây là corona T1 khảo sát hết hai bên của khớp háng. Đây còn không có tim, đây là trên cái trang tham quan master không có tim cái nội khớp ở trong này. Slide này lấy từ cái slide của giáo sư khác của buổi trước ha, giải phẫu và các biến thể. Thì khi mình đọc khớp háng thì mình còn phải biết ha,
bề dày của cái sụn này là sao? Đi từ trong ra ngoài căng dần, nhưng mà ngược lại có xương đùi sao? Ngược lại hai cái này ngược khớp với nhau. Tim này là tim nặng, ở phía dưới này là không có sụn, không có sụn. Okay. Chỗ này là cái dây đàn tròn ha, cơ hình nó không được rõ lắm. Đối với trường phái của mình á, mình hay sử dụng cái này. Nhưng mà bữa trước cô có dạy á, những cái sách là Phrenology em đọc á, thì người ta cũng dùng cái này để đánh giá sụn. Nhưng mà cô đọc á, thì cô nói là biện pháp của cô là dùng sao? Dùng CT, đôi thuốc cũng quan trọng. Thì cô nói đánh giá rõ lắm, cô nói nè, nó có đường mà dễ nên rõ rõ đó. Thì cô nói như vậy, thì cái này là sâu quá, mình cũng không rành lắm, cái nào tốt hơn cái nào. Nhưng mà thường thì em thấy những biện pháp là người ta cũng thích nè. CT luôn tốt hơn cái hàng ngoài giống như vậy, giống như khớp vai vậy ha. Mấy cái CT khớp vai thì mấy thầy cô bên pháp lại thích siêu âm khớp vai nhiều hơn là đặt các hàng ngoài khớp vai như vậy. Bơm thuốc ha, bơm thuốc vào khớp thì cái nổ lên là cái sụn ha. Thì cô nói là coi rất là dễ, rất là sướng ha. Em ngoài coi xấu hơn ví dụ vậy, cô nói như vậy. Mình ở đây mình không có làm này, hay làm này, mà mình không có bơm thuốc. Cho nên mình cũng khó hơn đánh giá hơn thì nó giống như khớp vai á. Khớp vai thì khớp há cũng có những cái túi hột dịch, thì trong đó có những cái túi hột dịch mà phía vùng máu chuyển lớn nè, vùng máu chuyển lớn ở vùng này, thì người ta ví cái vùng này giống như là vùng của máu động lớn ở khớp vai nè, máu động lớn này củ lớn ở khớp vai này. Thì nó cũng có những cái bệnh lý cái vùng liên quan đến vùng túi hột dịch này, thì nhớ ha. Còn bệnh lý túi hột dịch ở vùng máu chuyển bé, máu chuyển bé cái vùng này nè. Còn những biến thể giải phẫu ví dụ như chỗ này có một cái rãnh ha, rãnh sâu thì mình nhìn vô biết là một biến thể big four. Ở đây có một đây một cái nang ngày trong xương ha, nang thì đương nhiên là cấp độ cao hay có thể bắt thuốc gì đó, bắt thuốc nhạc quyền quanh vân vân. Thì em có một cái bài này nhưng mà do bận quá không chưa đưa vào. Thì biến thể này không phải là một hai đâu, biến thể này tới 16-17 cái sao á, em nhớ là vậy. Thì bây giờ em sẽ gửi cái bài cho anh chị 16-17 cái biến thể như thế này. Có lần nhìn vô cái cái mà tôi biết nào là biến thể mà biết người ta đã nghiên cứu một loạt biến thể rồi, mình có việc học lại thôi. Những cái này là khớp của bài ha, này là khớp rồi. Đây đánh giá về cái tủy mới sinh thì cái này nó là chuyển tủy mở ra, cho nên đầu tiên mình cũng chú ý bệnh lý liên quan đến u xương tủy mở chọn vào nó cũng lớn đấy, hạ sinh phát thì dễ rồi. Rồi mình đi qua phần thứ ba của mình, thứ ba của mình là quan trọng bởi vì đối với cái tháng thì quan trọng đó là gãy xương, cho nên nó là vai trò quan trọng đó là x-quang, nếu mà là không phải là CT hay MRI phải đọc thôi. Chúng ta là cái mà cầu ra những số chụp khớp háng mà liên quan đến bệnh lý chấn thương để có khảo sát đầu tiên. Cho nên mình sẽ học về X-quang trước, mình nhắc lại thôi. Cái này mình nhắc lại với mình biết hết rồi ha. Nhắc lại gãy đầu gần một sự đồ ha, thì gọi là hai phần. Hồi nãy em nói bao khớp bao phủ gần hết, hoặc trước nó bao phủ gần hết cái bộ cái xương đùi. Gãy cho nên người ta chỉ làm hai dạng, đó là gãy trong và ngoài bao. Gãy trong bao thì còn có ba vị trí gãy ha, dưới, giữa, là cổ. Gãy ở ngoài bao thì đường liên mối chuyển và dưới liên mối chuyển. Trong cái gãy trong bao thì người ta chia làm ra đi phân tiết theo tất cả ra đi này có bốn tiết đấy ha. Mình minh họa lại ha, 1, 2, 3 dưới này là ngoài bao. Nên người ta cũng dựa vào đường sinh tương lai như vậy khi mà đọc qua của một cấp hai đây ha. Đây một cái gãy cổ xương đùi, thế này đánh giá tốt của vùng cổ xương đùi, tức là những cái gai đình xương một á, gai đình xương một rất là khó. Bốn tiết của gai đình nhắc lại là một cái đường gãy mà không còn còn ha, cho nên mình nhìn thấy x-quang thì mình không thấy cái đường ở quang, nhưng mình thấy những cái đường như là mất liên lộn nhẹ phía bỏ xương của này hoặc là chỗ này, rồi có một những đường sơ xương hay là những đường chọc mảnh xương lên ha. Tiếp hai là gãy hoàn toàn này, như như là tiếp ba tiếp bốn này, tiếp ba có như là và tiếp bốn này nó bị trộn cái đầu trên xương đùi lên luôn, cái hoàn toàn đây ha. Đây là đây người ta giới thiệu của mình cái đường tiếp một tư thế đây là cái isolateral ha, đánh giá tốt của vùng cổ ha.
giờ thấy cái chỗ này nồng độ xương nó cao em không? Nó chỉ trồng ảnh của xương, trồng ảnh xương. Có sự móc liên tục nhẹ chỗ đây một tí ha. Có giờ lấy slide về coi lại ha. Và sự trồng ảnh đây, đây là cái gia đình tiếp 1. Cái đây tiếp 2 dễ rồi ha. Cả hoàn toàn không kèm với một cái trật khớp. Cái đến tiếp 4 này lại quá dễ rồi. Đẩy và di chuyển lên trên. Lên trên và xoay ngoài. Xương đùi sẽ bị ngắn lại và xoay ngoài. Tại sao biết xoay ngoài? Thấy rõ cũng thấy rõ có chuyện lớn nó rõ đây. Thì đó là xoay ngoài. Như vậy đối với gãy thì có cái đinh 1, 2, 3, 4 thì người ta chỉ nhấn mạnh đối với gãy cái đinh tiếp 1 ha. Còn cái đinh 2, 4 thì dễ rồi, ai làm cũng được. Cái đinh tiếp 1 là một dạng nghệ nắng. Thì nếu mà người ta rút, người ta nói là một khi mình nghi ngờ thì bắt buộc phải chụp CT. Cái đinh tiếp 1 sao? Có thể điều trị bảo tồn, nhưng mà bảo tồn sao? Đây một bác sĩ có kinh nghiệm và thành có thay đổi việc chi lệnh. Bởi vì nhắc đi nhắc lại, gãy trong bao là nguy cơ sao? Nguy cơ thiếu máu vì tổn thương cái vòng phục hồi nhiều lắm, mà đồng mạch máu bị trong và ngoài thì dẫn đến thiếu máu và dẫn đến hoại tử rất là nhiều lắm. Thứ hai nữa, khớp háng của mình là khớp rất là đặc biệt, nó một khớp chịu lực rất là nhiều so với khớp vai hay là khớp gối. Khớp háng là rất là nặng. Người ta mình gọi cho mình một ca, mỗi ca một cái gãy nén, để nó tiếp một như thế không? Có đường sơ xương tăng nồng độ xương vùng cổ xương đùi ha, sau có ba tuần thôi ha, chuyển thành năm thứ ba thứ bốn thôi rồi, là có ca mà điều trị không thay đổi không tốt thì nó sẽ làm một đường đây, hãy lên thứ này thứ ba thứ bốn luôn rồi. Tiếp một đại khái nhớ lại ha, tiếp một là tiếp có thể điều trị bảo tồn nhưng cần phải theo dõi một cách chặt chẽ, nhất là cần phải chụp thăm quan để đánh giá thêm đây là cái phù của xương nó như thế nào. Rồi, mình qua cái này phần thứ hai phần đây quá đơn giản nữa là gãy liên mối chuyển, và đã là một cái lẽ gãy liên mối chuyển thì từ nó có di lệch và đã có di lệch rồi thì đương nhiên phải phẫu thuật rồi, không còn đáng đo gì có việc mà điều trị bảo tồn hay là phẫu thuật cả. Và người ta nhấn mạnh gãy liên mối chuyển thì là nguy cơ tổn thương mạch máu hơn là cái vùng cổ với là vùng gãy thành bao khớp, bởi vì vùng này sao, vùng này là được không có ảnh hưởng đến cái vòng tuần hoàn gì hết, mà cũng được sang ngoài. Ngoài ra thì cái vùng mà dưới mối chuyển thì còn được cấp máu bởi những cái nhánh của những cái cơ vùng đùi ha, cho nên nó lượng máu đó này rất là phong phú. Cho nên là đây nhấn mạnh nè, nếu mà đổ gãy mối chuyển bán thì sao, mối chuyển bán nếu mà gãy đơn thuần thì rất là gặp, nếu có thì ra còn là gãy dọc giống như những trường hợp mà học hai quay cũng tối là gãy dọc của phần phía trước của ngón chạy ra cái dọc, còn nếu không thì liên quan đến một cái pathology, tức là những tổn thương liên quan đến gãy bệnh học ha, ví dụ như là metastasis hoặc là ít có một cái gãy mà mối chuyển bán mà gãy đơn thuần. Đây là hình minh họa ha, đây mình đọc mình dễ mình biết đây là cái gãy ngoài ba khớp ha, một đường gãy rất là lớn, gãy luôn mối chuyển bán là luôn ha. Rồi, cái đường đây là sao, đường đây là vừa là kết hợp đã đi mối chuyển vào dưới mối chuyển vào có gì là ở đây em roi thì sao, đối với em roi đối với trường hợp này nhớ cái nhắc lại những cái khó thì bắt buộc phải dùng em roi dễ thì thôi phải nói ha, một cái đường gãy này một đường gãy và đặc biệt em roi có tác dụng đối với những cái đường gãy gãy đơn một trong cổ. Một cái khác đây ha, cái xoẹt cái đường thường thấy bình thường, mà cảm giác như bị lệch lên, ngắn lại và thấy rõ được mối chuyển bán và thấy rõ được mối chuyển bán của mình, tôi thấy bệnh nhân sẽ bị xoay ngoài và đừng nói là phải thắng thường. Thì khi chụp MRI lên thì tổn thương rất là dễ sợ ha. Thường là mình dùng T1 để đánh giá đường chảy và cái T2 phát sát là mình đánh giá cái độ lan rộng của phù của xương là chính, còn đường chảy thì được đây T1. Đây, một cái gãy bán phần, một cái gãy hoàn toàn ở vùng dưới mối chuyển. Như vậy là kết thúc có phần gãy trên đùi, mình chỉ nhắc lại thì có gãy trong bao và gãy ngoài bao. Chú ý cái vùng gãy lên trên một.
một bởi vì nó liên quan đến điều trị và liên quan đến là phần hàng loạt. Một cái dạng giải thứ, một cái dạng tổn thương thứ hai nữa là IVN. IVN thì mình gặp hoài rồi ha. IVN. IVN thì có thể bị một bên hoặc hai bên. Ở đây giải thích đó là gì? Đó là do mất cấp máu đến cơ xương, cho nên tế bào xương chết, mà tế bào xương chết thì phải xương sẽ bị sẩm đỏ. Mà khi bị sẩm đỏ thì dẫn đến một cái OA thứ hai. OA thứ hai, OA tức là cái khớp khớp à, viêm xương khớp. À, điều trị giai đoạn sớm thì đương nhiên rồi ha, một điều trị giai đoạn sớm rất là tốt bởi vì nó liên quan đến tiên lượng phân tiết. Thì nguyên nhân của một IVN này có thể là do chấn thương, nhưng mà đang đề cập tới cái bài này không phải là chấn thương, mình đề cập tới những bệnh lý mà không do chấn thương. IVN nguyên khác không rõ nguyên nhân, không phải do chấn thương, liên quan những cái này những gì đã rõ biết rồi. Những người mà dùng là steroid, người nghiện rượu, những người bệnh lý phòng thủ liền vân vân vân, những người mà họ bỏ thở lạnh dưới biển sinh ra như tơ là thắc mặt thắc ký gì đó ha. Và IVN này xảy ra ở độ tuổi trung niên nam với phụ nữ thì đúng thì không điển hình, chứ nó không điển hình. Thất thoát hầu như tất cả những thất thoát đều không điển hình, bởi vì thất thoát nằm rất là sâu, rất là dễ cảnh đoán nhầm những điều bệnh lý khác nhau, cho nên nếu mà khó quá thì có vai trò của mình thì vai trò cho nó là x quang sẽ liên quan và đã hình. Nhưng mà ở đây mình nhắc lại một cái x quang với android thôi. X quang mình đã chia làm một trong bốn, lúc đầu chia ba, lúc mình chia bốn đủ thứ hết, năm này qua năm kia trong đi sáu mươi kia khác lượm hết, nhưng mà tóm lại là cái gì nhớ bốn thôi, nhớ bốn thì ha. Nhưng mà các chị hay đọc là dưới hình liền nè, đúng không? Dưới hình liền mình hay đọc là dưới hình liền liền, nhưng mà dấu hiệu này là sao? Mọi người dưới hình liền tức là nó đã có sạch rồi, đã có sạch về mặt cỏ, nó đã kém điều rồi, tức là giai đoạn này là giai đoạn không hồi phục nữa rồi. Ừ, mình làm x quang mình sẽ thấy được giai đoạn. Còn những cái đây giai đoạn cái này thì sao? Mơ hồ lắm mà. Mình phải làm cái đẹp cho thôi chứ khá là mơ hồ. Ví dụ ha, vùng này là sao? Giai đoạn này là bố rồi, đúng không? Xẹt đúng rồi, thấy hoa khớp, sơ xương dưới sụn rồi, hẹp hoa khớp, gãy, về mặt trỏ này dẹp rồi ha. Đây thấu màng ha, dễ bị bình liền. Mắt liên tục thấy cái thằng trỏ đó à, nó liên tục chỗ đây là giai đoạn ba rồi, co lép á, một cái sập xương, đây là bốn rồi, hẹp cái khớp thì sao, cái này đi thay khớp rồi ha, giai đoạn ba cũng phải ha, rồi như vậy đối với coi như vậy x quang là không có giá trị hết, chỉ có vai trò để hỗ trợ khẳng định thêm chẩn đoán thôi, ngoài ra thì việc phát hiện x quang là giai đoạn một thôi. Em quay sao? Em quay độ càng cao, cho nên nó giúp cho mình chẩn đoán chính xác phân như loại bệnh luôn. Ngoài ra nên ra đánh giá được độ nặng, giúp tiên lượng hướng dẫn và theo dõi điều trị. Thì protocol đối với trường hợp IVN thì cũng tương tự ha, một thứ khác quan trọng nhất là này ha. Thì cho nên dù những trường hợp kiêng rồi đi chỗ thì mình sẽ tiếp tục một cái program trên một FOP lớn để khảo sát hai bên, rồi sau đó người ta làm một cái ISO office để đánh giá mặt trước này. Tại sao đánh giá mặt trước trên? Bởi vì mặt trước trên là mặt chịu lực đối với các khác, cho nên tổn thương IVN thường là những tổn thương liên quan đến mặt trước trên. Như vậy thuốc này sao? Cái cần khi mà chỗ đó là IVN, cái cần tiêm thuốc không? Thì người ta có một ba lý do này ha. Tiêm thuốc giúp cho mình phân biệt vùng hoại tử, vùng xương hoại tử và vùng phục hồi nó như thế nào. Thì người ta thấy những cái này thì cũng không quan trọng đó. Thì mình dựa vào cái ngoài bình thường là được rồi, cái hoại tử là thấp, mô sông là tín hiệu thấp 1, cao 2, còn mô chết thì đương nhiên nó là mô sơ tín hiệu thấp. Cái này giống như là gì? Cái này giống như mình các anh chị mà học các em ngoài cực càng, người ta cũng nói là có cần tiêm thuốc hay là không, thì nó cũng giống như cái chỗ này. Nhưng mà sao? Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Có còn hơn không đúng không? Nếu mà có tiêm thì cũng tốt thôi, không sao hết. Tiêm thì nó sẽ làm SNR tăng lên, tăng cái độ tương phản lên, tăng độ ly giải. Ngoài ra nó đánh giá rõ cái bờ trước phẫu thuật và không có được mảnh ghép. Mảnh ghép này là có mạch máu nuôi hay là không? Thì đó là những ít lợi của việc tiêm thuốc á. Nếu mà tiêm được thì nó giá đen, còn không tiêm thôi, mình vẫn đánh giá được tốt như thường, không sao hết.
2 cộng b ra cho phần 8. Thì có rất nhiều phân độ, mình đọc phân độ nào cũng được hết. Thường mình dùng cái co đây, co 1 trên 4. Thì đây, bán phân độ co này ha, về sợ cái mạng mình thấy liền. Hoặc co này, người ta chia là 4 phân độ. Trong đó phân độ từ 1 tới 3 thì người ta chia là chuyến tiếp. Chuyến tiếp tức là người ta dựa vào góc vị trí tổn thương để là phân độ mức độ nặng của nó nữa. 1 tới 3. Thì thông thường á, đối với Android thì mình sẽ khảo sát độ 1 với độ 2. Đúng rồi. Thế này. X-quang thì có dấu hiệu là liền nô. Có giai đoạn 2 thì chưa có dấu hiệu liền nô. Qua giai đoạn 3 thì có dấu hiệu liền. Mà đã có X-quang thì sao? Android không còn làm, mất tiền ha. Phí và mất công. Còn khi mà càng giai đoạn sau thì liên quan đến xương nhiều. Mà liên quan đến xương nhiều thì đương nhiên Android không còn tác dụng nhiều nữa. Nhưng mà Android chỉ có tác dụng ở giai đoạn 1-2. Từ này ở về sau là không cần thiết. Ở giai đoạn 0 là sao? Giai đoạn 0 nó hầu như tất cả xuất hiện rồi thì không tính rồi. Người ta nhắc sơ bộ này một tí thôi. Sơ bộ là cái tình trạng loãng xương thoáng qua. Loãng xương thoáng qua mình ví dụ như mình đo loãng xương mình hay đo cổ xương đùi đúng không? Một chỗ để thấy thì cái phần này nó trùng lắp của một IVN thì người ta nói là những IVN mà giai đoạn sớm thì nó có phù kỹ xương. Phù kỹ xương khoảng 3-5% thôi. Mà thật sự cái phù kỹ xương đối với IVN ở giai đoạn 0 này mình gặp cũng rất là mơ hồ. Mà không biết là phù kỹ xương do IVN hay là nhà phù kỹ xương khó qua những bệnh nhân bị loãng xương mình không biết được ha. Cho nên phần ghi là em nói bắt thuốc trọng thường phù kỹ xương thường nó sẽ không có lan xuống dưới đây, tập trung quanh cái vùng này thôi ha. Phù kỹ xương IVN thì đương nhiên là nó không có tự giới hạn, không có tự giới hạn được. Ở thường nó sẽ kèm theo nhiều cái tổn thương khác. Ví dụ ha, X quang bình thường cái phù kỹ xương ha, kèm theo những cái đường này ha, đường này ha. Rồi đây là có loãng xương thì phù kỹ xương thường nó sẽ lan rộng hơn. Nhưng mà sợ là sợ chế độ hai này nó khó, chỉ nhắc nhưng chỉ thấy thôi chứ còn rất là khó. Cái này là rõ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó có dấu hiệu phù kỹ xương thể hiện thiệt nhẹ hát sụp nhẹ như vậy rồi mặt bỏng rồi. Tức là IVA là giai đoạn thứ 3 rồi, tắt phần xương dưới sụn luôn. Giai đoạn 1 là giai đoạn cần có MRI có giá trị ở giai đoạn này. Người ta nói giai đoạn 1 là giai đoạn sớm có thể hồi phục được. Thường đặc điểm đầu tiên nhận ra đó là một đường sao cái hình liền, người ta hay gọi là hình liền đường tín hiệu thấp về mặt chỏ ở vị trí sâu trên và cao hướng về phía mặt chỏ, hay gọi là dấu hiệu dãy băng ha. Và thêm một cái từ nữa là dãy băng sáng nè. Dãy băng sáng rất là xanh, tức là nãy người ta chụp nó thêm một thường thôi, không số mỏ đây là người ta số mỏ để thấy cái vùng tổn thương nó tăng cái chiều lên từ ngoài dãy băng sáng cho qua là cho tiêm thuốc. Đây là tiêm thuốc ha, cái này là tonan T2 bình thường. Đây là người ta tiêm tiêm thuốc. Giai đoạn 2, giai đoạn sớm cũng là giai đoạn sớm, nhưng mà giai đoạn này sao người ta nói là khó phục hồi, không phục hồi được rồi. Thì giai đoạn này thì sao, có một dấu hiệu ghép từ ghép double line. Dấu hiệu double line là dấu hiệu kinh điển đối với một IVN. Dấu hiệu đây ha, đây nó sát này, cái mũi tên nhỏ này, mũi tên nhỏ là đường tín hiệu thấp. Còn cái đầu mũi tên hai phía bên đây đường tín hiệu cao. Đường tín hiệu cao là giao diện giữa mô tái tạo. Và đây là dấu hiệu đó không ai kinh điển đối với IVN. Giai đoạn ba này người ta nói đánh dấu thang đó là đã có dấu hiệu liền rồi, mà đã có dấu hiệu liền thì sao? Năm ngoái không còn giá trị nên không cần thiết phải học. Giờ những giai đoạn gãy xương dưới sụn này ha, là những giai đoạn đã về sau rồi. Như hồi nãy có nói ha, từ giai đoạn 1 tới 3 thì người ta chia làm sao? Vị trí trung tâm, ngoài cong, rồi người ta kết hợp cái phần tổn thương để người ta phân dưới tiếp 1, 2, 3, tức là phân thêm độ nặng của tổn thương. Giai đoạn 4 tức là sao? Giai đoạn 4 đó là xẹp chỗ biến dạng chỗ tiến triển thành một OA thứ phát.
sơ ai nghe nói là các khoản chi chọn tối thiểu, giống như nãy mình nói là khoản chi chọn là những cái vùng trước trên, trước trên là có vùng chịu lực, nhưng có những vùng khoản chi chọn cái mặt cao thì mình sẽ nhấn mạnh người ta biết là cái phân độ dưới tiếp 1, 2, 3 đó, phân độ là thấp, tức là đây là một dạng khoản chi chọn tối thiểu ha, có thể được sự hỗ trợ tốt. Đây ha, mặt trong, trong. Đây tóm lại, đối với IVN là bệnh lý hay gặp ở người trẻ ha. Cái câu này hơi buồn thế này. Mặc dù điều trị nhưng mà vẫn có thể tiến triển đến thoái hóa khớp. Mình nhấn mạnh cái vai trò lại qua nhiều quá nhưng mà cuối cùng nhìn lại thì sao? Cũng không có gì lắm. Nó chỉ có ở một giai đoạn duy nhất là giai đoạn 1 ha. Nếu hiểu sớm là như vậy. Hầu như bệnh nhân đến mình đã giai đoạn trẻ rồi. Bởi vì sao? Triệu chứng thường nó không điển hình thế nào hết. Và cái câu này cũng buồn á. Điều trị nhưng mà vẫn tiến triển đến thoái hóa khớp. Vẫn tiến triển tức là sao ạ? Nhưng mà chấn thương chân thành không có làm thì phải làm đó. Bởi vì sao? Bởi vì những cái điều trị như là giải áp hay là ghép xương, cuốn mạch máu thì nó chắc hay ví dụ như vậy. Nhưng mà hầu như những cái phương pháp này không có giải quyết triệt để, không có giải quyết triệt để đó một cấp kháng. Cho nên về lâu về dài nó vẫn tiến triển đến này, bắt buộc mình phải thay cấp kháng. Thì ông đoàn nó sẽ đóng vai trò này, phân giai đoạn sớm và đánh giá tiên lượng. Đối với bệnh mà tiến triển giai đoạn 3, 4 thì không có vai trò nữa. Mình đi qua một cái gãy xương là thứ ba là gãy ở ổ cối. Gãy ổ cối thì sắc cấp kháng thì một cái chấn thương cấp kháng thì thường là tai nạn rất là mạnh và thường là những người phải đi ô tô đó. Đi ô tô thì có chấn thương đâu ạ. Em dễ luôn với cộng người đi thăm luôn. Cái mệt là sao? Cái mệt là sự
mà gãy không hoàn toàn thì một khách khác bình thường thôi, ví dụ mình đi bộ bình thường nhưng mà bàn là mảnh kinh rồi gãy xương thì có nguy cơ gãy xương hoặc là gãy không hoàn toàn, tức là những đường gãy nó không hoàn toàn. Thì sau khi người ta tên gãy qua lại hai cái nhóm này nè, cuối cùng người ta bỏ nhóm này luôn. Tại sao người ta bỏ? Bởi vì cái gãy mà không hoàn toàn nó liên quan không có gãy, người ta gọi là gãy bệnh học. Mà các chị biết gãy bệnh học không? Bệnh học là trong đầu hay những cái gãy này, gãy vô đúng không? Gãy vô thì người ta cuối cùng là người ta bỏ luôn. Cho nên giờ người ta đồng nghĩ ha, người ta nói gãy này tương đương với gãy bệnh học, cho nên chính là người ta đồng nghĩ cái từ gãy stress thành cái gãy này. Một cái gãy stress thì X-quang CT độ nhạy rất là thấp và dấu hiệu để nhìn nhận là gì? Những cái đường thấu qua, những cái đường sơ xương hay là những đường gãy giống như là cái gãy đinh tuyến một như nãy mình thấy mất tuyến một rất là ít, rồi không có thấy đường thấu qua rõ, mình thấy sự chồng ảnh của sơ xương vân vân vân. Mà khi mà thấy rõ chồng ảnh của sơ xương thì trong đầu nó gì phải đáp lại là mình đã đúng kỹ thuật hay chưa, đó là vùng dài lên của bàn xương hay chưa. Nếu như bạn em có nhắc lại những cái tư thế chụp lúc đầu của mình nhớ lại, mình nhớ lại chỗ nào có bàn xương dài, chỗ nào có bàn xương ít, rồi mình nhớ lại là chụp đúng tư thế hay chưa, cái đó là mình đọc gì bị nhầm hết. Và đương nhiên thì đối với cái bàn thì năm rồi nó sẽ có độ đặc cao giống như là xả hình xương đi, nhưng mà nó còn có độ đặc hiệu cao hơn nữa. Thì vị trí điển hình của mình là cái bàn là đa phần ở phía dưới ha, ở trong đó nó có một trong của xương đùi là các phần mình học ngày hôm nay. Đối với cái stress của xương đùi á thì người ta chia làm hai nhóm, đó là thường gặp này, gãy nén đó là trong sụn của xương đùi, còn những gãy buông như thế này là những vị trí khác, thì đó là vị trí này, là những cái vị trí này là vị trí không điển hình, khắc phục mình phải chẩn đoán phân biệt. Như vậy điển hình của mình là mặt trong của xương đùi. Thứ hai là nếu mà nó gãy ở phía trên một cái chỗ á thì mà phân biệt với một cái IVN điều trị của một cái stress này sao nó bảo tồn, đó là bảo tồn và khắc phục và theo dõi anh quan. Một cái ca này ha, một cái stress không thấy rõ đúng không, nó được sơ xuống tay một bộ xíu chút này tí thôi, coi chụp ra ngoài ha, một cái đường thấu quan, một cái đường tuyến tiền thấp kèm với phù với xương. Thế đây là người ta phân độ cái stress thành 1, 2, 3, 4. Khi các chị cái dựa phân độ này đọc, người ta nói là độ 1 đây là tăng phù xung quanh gì đấy ha, còn người ta nói độ nhẹ, độ vừa, độ 3 thì có 2, và độ 4 thì đường gãy có thể thấy được. Thì cái này về mình đọc dựa vào cái này để biết là cái stress hay là mức độ máy trên nhân loại. Cao nãy một cái gãy vùng này, hồi nãy cái nhấn mạnh là gãy stress ở vùng này là điều kiện bảo tồn ha, cao này điều kiện bảo tồn, nhưng mà sao 1 tháng 3 tháng gần 3 tháng thì sao đường gãy nhiều hơn và cái dấu hiệu trọng ngắn ha. Như vậy gãy stress cũng là một cái dạng nguy hiểm ha. Nếu mà không thay đổi kỹ thì nó thì gọi là rất là xấu. Một cái gãy có xương ở đây, xương tức là nghiễn xương đúng không, nghiễn xương cây và dưới xương xuyên mô hay là những cái vị trí thất gặp ha, cái cổ mặt trong của người là thường gặp phải ha. Người ta gọi đây là vùng nhu, tức là xung quanh nó có hình thành sơ xương tăng nồng độ xương lên rất nhiều, đây là một cái dạng stress. Đây này cũng vậy ha, đây cái hồ xung quanh một cái hồ trên đây nữa ha, mái trên của hồ cối. Rồi trong cái phần gãy xương này, khi học thêm một cái phần nữa là khớp háng nhân tạo ha, có biết sơ về cái này thì mình biết bằng đọc, không biết cái gì cái đọc thì chưa có từng đọc nhiều cái khớp háng nhân tạo hồi xưa, nhưng mà lâu cái này chưa vào, mình thường cái khớp háng nhân tạo hai khớp yên ổn hết thì đi về không sao, nhưng gặp tôi xui tôi lại nhanh thì nhiễm trùng, có nhiễm trùng biết còn thằng nó hai đưa xuống nhiễm trùng. Hay đi xuống mình thì bác sĩ sẽ đưa cho mình coi cơ bản rồi khớp háng nó bị nhiễm trùng rồi, nó còn liệu ghép của mình sao, người ta hỏi những câu rất là đơn giản mình sao không biết đó là sao hết, cho nên là nó nhiễm trùng tại vị trí nó mới vừa thay khớp háng
thái hay là tạo á, thì có thể là còn phòng hay là bán phòng của nó. Đây là một số lý thuyết là chỉ sau thôi. Thì có những cái biến chứng của một thái hay tạo, thứ nhất là khớp này các bạn ăn rồi, thứ hai là lỏng lẻo á, lỏng lẻo của vật liệu mà người ta làm cái thái, người ta định nghĩa là có những vùng khó khăn lớn hơn 2 ly quanh vật liệu và có sự di trú, tức là vật liệu có sự di chuyển. Thứ hai là nhiễm trùng á, cái này rất nguy hiểm, nhiễm trùng vật liệu lâm sàng mơ hồ, đó chính là những tái hấp khung xương quanh vật liệu, những vùng gãy xương mềm mại ở những màng xương không đều, và có dạng biến chứng cuối cùng đó là cháy quanh vật liệu. Thì chắc là dễ rồi, đối với mình khó, của mình là thấy cái này hả. Đây ha, hai cái tháng còn phòng, đây là tháng bán phòng phòng. Đây là một cái là nhiễm trùng, đã nói là nhiễm trùng là những ổ ha, ấu ban khắp lớp đây 2 ly quanh vật liệu. Đây ha. Nhưng mà tất cả này sao không? Mà nên ghi nhận đó, ghi nhận được cái gì hết, ghi nhận đi vào. Nhưng mà mình trước hết là mình cần phải biết cái gì để mình đọc để mình ghi nhận là điều quan trọng. Lâm sàng sẽ xử lý trong những trường hợp này. Mình gãy ha, gãy quanh cái một điều gãy thì dễ rồi, nhìn vô mình cũng thấy ha. Rồi xong, gãy xong nó bằng gãy xương là ở đây có tháng thì phải học bằng gãy xương. Phần gãy xương thì sao? Vai trò em hạn chế, nó chỉ có vai trò đối với một IVM, những cái gãy phía trong bao của gia đình tiếp 1. Rồi gãy đôi khối thì em nói không có vai trò, ít quan không có vai trò. Gãy stress thì có vai trò với em nói. Em nói rất là quan trọng với gãy stress, nhưng mà lúc nào mình cũng nhắc lại người ta đến với mình lúc nào ít quan cho mọi người em nói. Và thứ hai nhân tạo một ít chút. Mình đi qua thứ hạng mục thứ hai là về khớp. Khớp thì có dạng cặp khớp OA, LA, nhiễm trùng lao, DSC hay VTNS. Mình học trước là cặp khớp á. Khớp vai là mình cặp ra trước xuống dưới đúng không? Nhắm mắt trong mũi cặp khớp vai cặp ra trước xuống dưới. Khớp vai cặp ra trước xuống dưới thì là hai tư thế đúng không? Tư thế AB với tư thế giữ thì quét đúng không? Mình sẽ biết là khớp vai cặp ra trước và xuống dưới. Đã cặp ra trước xuống dưới là phải có thủ xương quan cạc, phải có thủ xương quan cạc thì mới đi về mới đi sách. Đó là những câu thần chú của mình, mình phải nhưng mà đọc đi mình thấy người ta không có lâm sàng, cặp cái vai lái hồn của mình không lo coi cái quan cạc cũng là thủ của mình, hầu như nó phải có hết, nhắm mắt và phun túc. Còn đối với khớp háng thì sao? Khớp háng thì lại cặp sau trên đúng không? Giống như thói hóa khớp háng, thói hóa khớp cối của mày anh cái cối thì sao? Phía cao một cái thái là phía ngoài đúng rồi, đây có là cối cao thái ngoài gì đó. Rồi, sau trên ha, đầu xương đùi di chuyển ra sau, xương đùi nhỏ hơn nữa ha. Cối thái thì đương nhiên là phải điều trị rồi đúng không? Phải điều trị liền, nguy cơ là không dễ. Rồi lên ha, phía sau trên nó khác với gãy xương đúng không? Nãy mình nói là gãy cổ hay sao? Cổ nó khác lại nha. Này cổ hậu cắn nhưng buộc lại là sao? Cái này thấy cổ ra đúng không? Mình không thấy cổ đang ngang lại giống như là gãy cổ. Đấy, nó là dễ rồi, này bật ra khỏi cổ khó luôn ha. OA một cái cái bệnh lý về xương khớp nói chung đó, thì bây giờ nó có ảnh hưởng tất cả các phần của khớp đúng không? Không phải là xương dưới bụng gan, xương sơ, xương dưới sụn, xương mình không. Bây giờ là ảnh hưởng tất cả bao giờ. Vâng vâng vâng. Cho nên cũng giống như tất cả một chuyện khác thì nó cũng có những kiểu như thế này. Một cái hẹp, một hẹp là do mắc sụn, một cái sơ xương dưới sụn khác, một cái sụn phải, nó gai xương, còn có nang xương dưới sụn. Vâng vâng vâng. Đây là những đặc điểm điển hình của một cái viêm xương khớp. Ha. Gai xương ha, hẹp gai khớp, những nang xương, sơ xương vân vân. Đây là những đặc điểm điển hình đối với một cái thói quen khớp. Đây là một x quang thôi ha, đây là một cái nang xương ha, đây là một cái gai, hẹp gai khớp, có một chiều rộng ha, có một đường sơ xương dưới sụn. Rồi đây, cái này là đưa theo cái dạng bàn này là cái quả nang, khúc nang, khúc trên là
thấp. Với đứa em cũng hồ hởi lắm, nhưng mà giáo sư Pháp nói chỗ này cũng ít lắm. Giáo sư Pháp cũng đưa ra cái loại, cũng đưa ra nhiễm trùng nhiều lắm. Nhưng mà giáo sư Pháp nhấn mạnh là tất cả này có phụ thuộc lâm sàng. Cho nên cuối cùng cũng không. Theo loại, đương nhiên rồi, mình học theo loại sao? Theo loại là bị khớp nhỏ ha, tim hơi khớp dạng thấp, theo loại F sẽ dương tính đúng không? Lúc đầu người ta bị bệnh khớp thì bác sĩ thường thường cho là một cái rẽ xét nghiệm yếu tố rẽ, nếu phải rẽ thì xem thử có phải liên quan đến bệnh khớp khí thành âm tính hay không. Trong cái bệnh khớp khí âm tính nó thường gặp nhất là viêm cột sống miếng khớp đúng không, còn rẽ sẽ dương tính cũng tương đa phần ở khớp nhỏ ha, mà trực tiếp là mình nắm hết rồi. Đối số hai bên quỷ lợi khớp vàng ngó và bàn tay, và đối với cột sống thì đa phần là sẽ bị cột sống cổ, tất sẽ bị cột sống ngực thắt lưng. Cột sống cổ thì mình sẽ bị gãy C1 và C2 lúc hát có bị không, có cho nên chính vì mình học đó. Nhưng mà bởi vì khớp hát thì chắc quá rồi, tức là khi mình lên chụp khớp hát thì sao ạ, thì ra mình đã biết được đây là bệnh nhân đã bị RA rồi. Khớp hát của mình ha, mình dựa vào cơ chế của tổn thương nào RA là sao, tổn thương về mặt một dịch ha. Và đầu tiên chứ không phải là những thoái hóa khớp như là có gai xương hay không xương dưới sụn, mà một dịch viêm có dấu hiệu xóa mòn ha, đây là những đặc điểm đặc trưng của một RA. Tổn thương mô mềm không có gai xương, không có gai xương. Và đối với RA thì sao, nhắc đi nhắc lại một OA ha, OA thì khớp trên ngoài ha, sau trên là mũi đạo một xíu nhỏ, một phần nhỏ là phía dưới thôi. Đối với RA thì sao, RA là đi vào mặt bản ISO, đi vào trung tâm, đã lồi vô trung tâm luôn ha, ISO nó đã lồi vô trung tâm luôn. Đây là cái hướng đi, hướng đi của một cái RA, hướng đi của một cái OA. RA thường chắc chắn không có gai xương. Đây là cái bài thôi, vai cái gối, mà bởi vì trong khớp vai, trong khớp cối người ta nhấn mạnh, khớp háng người ta nhấn mạnh rồi, khớp háng nó tổn thương trong bao dịch, vi bao dịch đúng không? Cái việc xóa mòn trong bao dịch, thì trong bao dịch người ta có nhấn mạnh đến thấy gạo, mà thấy gạo gì, có thấy gạo nhiều thôi, ví dụ như nhiễm trùng bao khớp cũng hay gặp, ngay cả người thường gặp nhất là đối với loại, nên em đưa vào do chưa có hình khớp háng, bởi vì nó không có trọng quá. Chưa các anh chị biết thôi, vì cái gạo là sao, những phân tử của ta đủ nhỏ 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 quanh bao khớp như thế này, nhỏ nhỏ đồng chiều được kích thước, thì mấy nhỏ nhỏ vậy thì mình phân biệt phân chia. Nếu mà tổn thương bao khớp mà có những cái đống nhỏ nhỏ này, cái gì thường để phân biệt cái gì? Một bệnh lý liên quan bao nhiệt nữa là viêm căng sụn xương ha, căng sụn xương là không được. BSC. À, mình đi qua cái nhiễm trùng và lao thì nó cô có nhắc lại thôi. Nhiễm trùng và lao thì cũng giống như vậy thôi ha, bệnh cảnh rất là trầm rộ ha. Trầm rộ tổn thương mô mềm và lao thì thường thường nó sẽ liên quan tới gì? Lao giống như lao là hai nơi thôi. Lao thường thường nó phải liên quan đến mô mềm rất là nhiều ha. Ổ áp xe và đi giọt vân vân. Tất cả này cô chỉ nhắc lại một cái sơ bài này thì sơ bài của cô chưa làm được, tức là cô chỉ nhấn mạnh câu cuối thôi, thì thuộc vào bệnh cảnh lâm sàng chúng ta mới học. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ học gì, ví dụ chúng ta sẽ học nó có hẹp cái khớp chưa, nó có ổ tụ dịch gì ở ngoài đi không, bắt thuốc không, áp xe độ lan rộng như nào, đó là vai trò cái RA. Tức là chúng ta sẽ mô tả cái tổn thương của nó lan tới đâu như thế nào, chứ không phải dùng cho mô tả rất mà chúng ta chẳng có chắc chắn xác định cái này là do nhiễm trùng hay là do lao. Anh chị hiểu ví dụ mà chứ không phải kêu anh RA có tác dụng nó thôi, không mô tả rồi cũng không được ha. Đánh giá độ lan rộng ha, những ổ áp xe, những ổ tụ mủ hay bắt thuốc như thế nào, khớp có tràn dịch khớp gì hay không, vân vân, tất cả ta đánh giá cho em RA. Hồi nãy tôi nói em RA nha, RA có trang gạo, cái gạo mà nó có nghiệp với BSC đây. Bây giờ học luôn hai cái này luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nè, khớp nào cũng gặp hết, khớp vai cũng gặp hết. Học để mình biết BSC tức là tăng sinh sụn một cái nguyên phát, tức là có sụn ha. Sụn thì sao? Có em RA là
hấp không gian cho một nào thứ hai, và nếu mà sụn nó bị cấu hóa, nếu mà có thành phần cấu hóa phôi trong đó thì mình sẽ thấy được cái và lúc đó thì em coi nó lại đỡ đi không, tính hiệu thấp, nhưng mà nó tăng trên T2 nhưng mà nó là không thể nào cao bằng dịch khớp, đó là tăng sinh, tăng sinh sụn hoặc là nguy phát đây ạ. Có cấp dạy lên ha, lẫn vô đây ha, x-quang đây là nhiệt độ nó đã có vô rồi ha, hãy được rõ đây và liên quan đến bao mơ hớp này, cái này cũng vậy ha. Thì người ta chạy bó ha, người ta nói là chồng không nó đốt không bị có sạc khô, sạc khô bao hớp thì khó, khó chứ ha, khó. Mình chỉ mô tả những cái điều ác tính của nó, ví dụ như nó có ăn ngõ xương rồi hay không thì mình đưa vào, còn cái đó công việc nó sẽ hơi đau khớp và khó lắm, nó hơi dễ ha. Rồi đây ha, bình cảnh DCT ha, chúng nó sụn chút chút nhỏ thôi, giống như là một cái hạt gạo trong đây, thấy gạo của nó gọi chẳng hạn. Rồi, một đi qua một bệnh lý cho là PPNS thì học ha, tay mạng sợ rồi có ha, tên đó là viêm mạng hoặc được để lông nốt sắc tố, nốt sắc tố ha, tức là dạng nốt sắc tố, tức là liên quan đến sắc, tức là nó có chất nhạy từ, mà đã có chất nhạy từ thì nó sẽ có những cái việc tín hiệu thấp, đúng không? Thì mình dựa vào cái nốt sắc tố này để mình nó không bị đây là một cái DNA đây ạ, nốt mà nó khó ha, kèm một tín hiệu thấp, thấp là do cái lắng động của emosiri như là học về em bài áo em mua siêu viên. Hãy nói nhớ nhanh cái phần này của mình sẽ nghĩ xíu mình nói phần này ha. Bởi vì thực sự cái phần này là quan trọng nhất của cấp hai. Rồi nãy là mình đi dạo thôi, dạo. Rồi đi qua phần khối u thì mình lướt qua, lướt qua thôi bởi vì sao? Nói cái u xương là phức tạp rồi ha. Một số u xương thường gặp ở cấp hai thôi. Đó là OO ha, OO tức là osteoid osteoma thì câu kinh điển không có nhân thấu quan nhỏ và có việc sơ xương rất là mạnh, mọi người ta nói là đôi lúc việc sơ xương mạnh đến nỗi mà che lấp luôn cả cái này đó luôn, đó là những câu điển hình của OO ha, osteoid osteoma một có nhân nhỏ của chỉ xương rất là nhiều quá có lâm sàng xương đây là osteoid osteoma ha, nhân nhỏ việc sơ xương rất là mạnh. Đây ạ. À. Do tổn thương này là đương nhiên là không thể là tổn thương ác tính đúng không? Chị đã học bài u xương rồi. Rồi cái thứ hai là hay gặp ở vùng mơ, đi tù là loạn sản sợi. Thì người ta nói loạn sản sợi là có phần bị xương dạng đứng mờ, giãn ra, giãn ra. Và cái vùng này sao? Cái vùng này nó có thể bắt thuốc. Giáo là nó có thể bắt thuốc nha. Bắt thuốc thì chỉ là nó đang hoạt động thôi. Không phải là thuốc là ác tính. Một cái phần vĩ xương dạng tuyến mò và thường nó có thể gây biến dạng xương. Đó, một cái ô sụn ha, condo sạc cơ ma thì đã nói sạc co, condo tức là thành phần nó là phải có sụn, thành phần sụn và nó xâm lấn thì nó được gọi là ác tính, gọi là condo sạc cơ ma. Những cái ca này cũng khó chẩn đoán lắm. Đây ạ, condo sạc cơ ma thành phần sụn. Bệnh Bages, bệnh Bages cũng thường gặp đúng không ạ? Bệnh Bages giai đoạn đầu của nó là sao? Bệnh Bages tức là một cái hấp thụ xương quá mức và thường hấp thụ xương thì sẽ tạo xương. Hai quá trình này mỗi độ lại với nhau. Nhưng giai đoạn hoạt động nó sẽ có những vùng thấu quan rất là nhiều ha. Và những vùng thấu quan này là sao? Giới hạn rõ và thường là xương sọ, thường gặp là xương sọ liên quan đến Bages. Giai đoạn một là sao? Giai đoạn mà ổn định của nó rồi thì ta thấy những cái bè xương nó sẽ bị khô, vỏ xương nó sẽ nhảy lên, vâng, đó là liên quan đến dấu hiệu của bệnh bài ghét, vỏ xương dày ha, phình ha, xương được phình ra và có hiện tượng sơ xương và cuối cùng là biến dạng luôn đấy xương. Để chẳng có xác định bài ghét này được là có phải ta kìm đúng không? Đây là một cái spa ha, ta thấy ha, có buồn thấu ăn hỗ độ. Hướng mình
bạn đã bỏ ha. Rồi một cái tổn thương tiếp theo mình cần phải tổn thương này nữa là một cái đau thủy xương hay là u xương đại. Đau thủy xương mình hay hồi xưa mình hay gặp cái xoang sọ hay là nó đau thủy xương đó. Mà đau thủy xương thì là mặt nguyên tắc là sao? Phải chẳng đó phân biệt với một cái cái càng nhiều nơi như ổ mặt phải không? Phân biệt cái xoang nó có những đặc điểm rất là điển hình là sao? Như ổ thủy xương giới hạn rõ và nó có dấu hiệu là scalloping. Scalloping ha. Hồi lúc trước đó, lúc em có làm em tình cờ đó gặp một bệnh nhân có thể thức ăn mấy tuổi ha, giống y như mình hình là làm trong sách nha. Bệnh nhân đó là tình cờ là bị đau ở đầu dưới của xương đùi mặt cong ha. Em nói là bệnh nhân bị gãy hàm nó đi qua bên chỗ medis khám thì mới siêu âm chẩn đoán là bị mất liên tục có một xương đùi vị trí đó thì quay chụp x-quang thì cũng thấy kéo qua chụp mà xương đùi ha, chụp CT rảnh luôn ha. Bởi vì anh quen với sếp thì nó chụp luôn thì rất là tinh tế có những vùng khấu quan mà nó lẹn luôn cái mổ xương ca này nó giới thiệu anh đi qua anh mổ giờ không biết sao ca này là một ung thư xương rất là hấp dẫn và dấu hiệu rất là tinh tế không những mổ khấu quan nhỏ mà nó cầm luôn mà siêu âm cũng rất là rõ luôn ha, mất liên tục cầm hết mất liên tục của cái mổ xương. Bởi vì mình có thể so sánh được đấy cái vùng xương làm bình thường cạnh đó. Còn những cái ca này nó nhiều quá rồi nhỏ rồi ha. Đây là mình vừa biết hẳn đến một tóc rồi ha, cái gì can xương cũng phải ha. Rồi mình gãy xíu không ngay tại từ từ ra hơn mà nó chậm lại.
thứ đó, cái phần này phải lung tung. Rồi phía sau là con mông mà, rồi cái chỗ này là mông nhỏ và mông bé, đây là mông mông lớn. Thế đây có đám đùi đùi đây, dây kinh ngọn phía trước là dây kinh đùi. Nhưng mà đi xuống tiếp anh, đi xuống tiếp cũng là như vậy thôi ha. Nhắc lại một tí để khỏi. Đây là phần cổ, cổ gối ha. Đây là nền cọ ha. Rồi, vị trí ha, vị trí bám của cơ môn nhỏ là phía trong, cơ môn bé là phía trong, môn nhỏ là phía phía ngoài so với cơ môn môn bé, môn nhỏ với môn bé là bám luôn chỗ này. Đó là máu chuyển lớn của mình nó sẽ bám với cơ môn nhỏ bé, còn cơ môn lớn là phía sau ít có liên quan. Và phía máu chuyển bé của mình thì nó là cơ đúng không, cơ thắt lưng trọng như này. Cái vùng chỗ này là sao? Cái vùng ở chỗ này là cụ ngồi phía sau á, mà nó quẹo xuống cái phần mặt trong của gối á, mình hay đọc là lưng cơ hamstring đúng không? Mình siêu mình hay đọc lưng cơ hamstring, tức là đau đau của lưng cơ hamstring, lưng cơ hamstring cũng như là tăng liên quan khu vực này ha. Còn một cái từ dễ nhớ đó ha, giải trọng tài ha, đó là kèm hamstring trong gối chứ không giải trọng tài cơ thang mặt vùng cùng với một cái cơ môn lớn gông mà đi xuống bám hết rồi. Đây là giải độ chạy, giải độ chạy là phía ngoài hụt nhất, giải độ chạy là ngoài hụt nhất ha. Một cái giải gân chạy xuống dưới này, bệnh lý này cũng rất là đặc biệt ha. Đây là cơ vuông đùi ha, cơ vuông đùi nó bắt ngang, qua nhưng mà mình không giải phẫu kỹ cơ này. Đây là một cái corona ha, thì mình thấy dễ nhìn không, dễ nhìn phía cái máu chuyển lớn ha, máu chuyển bé dễ nhìn hơn. Chỗ này, đây là dây chằng ha, đây là chậu chậu đùi. Cái dây chằng nó khớp gối mình có ba cái thôi, một cái là chậu đùi ha, chậu đùi ở phía trước có là chữ Y đúng không? Nó bám từ mặt chậu phía trước bám qua cái gân cổ, phần gân nó chuyển á, đường gân cổ ha, rất là lớn ha. Rồi phía dưới của nó là chậu đùi, dưới đó là ngồi phía sau đó là ngồi đùi, phía trước đó là mu đùi ha, mà lớn nhất của nó là phần chậu đùi. Khớp háng một khớp rất là đặc biệt, khác xa so với khớp vai. Khớp háng một khớp rất là sâu ha, khớp sâu trong cơ thể, chịu lực rất là nặng ha. Cặp khớp háng hiếm gặp hơn so với cặp khớp vai. Cặp khớp vai là một khớp nó có nhiều biến đổi giống như là cái cơ thể luôn ha, cơ thể luôn là cơ thể ổn vậy, các bạn như vậy ha. Ta đánh có biên độ hoạt động mạnh, nên nó không có sự việc quanh nó thì tăng cái độ bám, tăng cái điểm tiếp xúc lên, rồi nó có cơ rất là nhiều như vậy đó, cơ có chức năng trong cái việc là dạng xoay cái, cho nên là gọi là cơ giúp xoay, rồi nó có dây chằng rất là nhiều,
cấp vài trong những cái động tác mạnh như vậy, mà bù lại cấp há dễ bị phá hóa hơn, cái việc chịu sức nặng hỗ trợ cả rất là nhiều. Cho nên khớp há thì vai trò của những cái dây chằng đây không có nhiều như cấp vài. Dây chằng cấp vài mình học rất là kỹ ha, dụ dây chằng là quả cánh tay, quả gọt hay là quả không cùng vai, mình phải nắm rõ giải phẫu mình không có bệnh luôn. Ở đây nắm sơ thôi, không cần nhiều lắm. Hai bệnh lý này khác nhau hoàn toàn. Dây chằng ha, chậu bụi ha, đây là chậu bụi dưới đây, đây là mông bán, cơ tơ mông bé, phía ngoài nó là cơ mông mông lớn, mông nhỏ ha, đây là cơ xót, cơ xót vẫn là mông bé, đây, đây là cơ điện ha, đi xuống dưới, đi xuống dưới. Mình đi qua cái bộ cứng đầu tiên là chiếc instrument chẳng hay là chẳng ha. Nghe nó chỉ là hai cái này, dạ cái này khó lắm rồi. Cái này đọc lâu lắm mà rồi cái dạy lớp bên nội soi khớp người ta cũng đành cái này. Nên là chúng nói là muốn hiểu này thì phải xếp, xếp của họ ấy. Xếp của họ là thầy Hùng á. Còn mấy người kia thì hết làm nên người ta chỉ biết thay cấp khác. Những người biết thay cấp khác sẽ biết cái này. Ngoài ra người ta sẽ không biết. Bệnh lý ở đây có phức tạp. Hồi chứng trạng là sao người ta chỉ là hai nhóm mà. Em nhắc lại cái siêu vi cơ xương khớp, cô cũng nhắc lại, cô cũng nhắc hai cái này thôi, cái này và cái này một tí xíu thôi, hai cái này cô bỏ qua hết. Như vậy hội chứng trạng thì nó giống như là nó cũng gần tương tự đối với cái vai, nó chỉ là hai ngón mắt trong khớp và ngoài khớp, trong khớp và sau. Liên quan sự bắt tương xứng, không bắt tương xứng giữa xương đùi và cổ gối sinh ra hội chứng trạng. Hội chứng trạng liên quan đến xoát. Cái ngoài khớp thì sao? Ở ngoài khớp thì liên quan tới cổ đùi ha, chèn cổ đùi và dưới mô chuyển. Các anh chị nhớ thêm một cái đó là cái xương chậu mình nhớ hai chút xíu thôi. Đó là mô cây chậu trước trên là trước dưới đó. Cây chậu trước trên là đại loáng của gì? Trước dưới là đại loáng của gì? Nhớ thêm đó một tí nữa, ngoài cái mô chuyển lớn và mô chuyển bé mình nhớ là thì nó sẽ học về cái này. Dạng ác hội của dạng chậu ổ khối bắt tương xứng giữa ổ khối với xương đùi, cái tác là FA hành động cho dễ. Nên tôi là bắt tuần của nó tiếp xúc xương đùi của ổ khối ha, lấy cái sơ đồ này ra, nhìn vô cái sơ đồ này thấy nó lạ luôn hết, thấy mệt rồi. Như vậy FA tức là sao? Là một cái tổn thương sụn ổ khối tứ phát. Mà khi tổn thương sụn thì em thấy một khoa sớm chỉ là ba tiết ca, tiết bên sơ và tiết đó là tiết đó là tiết hỗn hợp của hai tiết này. Trong cái tiết ca này sao là tiết ca này nó dễ thấy cái loại số tiết bên sơ đây chia 1, 2, 3, 4 thì được mà hậu vô trọng vô này sẽ khó hiểu rồi. Nhưng mà vấn đề của mình là gì? Nặng dạng, nặng dạng nó có sự bất thường của một FA. Như vậy tiết ca là liên quan gì đó? Tổn thương vùng chõm và cổ xương đùi hay gặp những bệnh nhân nam trẻ. Cách nhận biết nó vừa rót ăn pha có chỗ thì người ta ghi là 60 độ, có chỗ ghi 55 độ. Windsor tức là sao liên quan đến đường bao phủ bổ khối, giống như đại nói ha, đường bao phủ bổ khối thì như trên tư thế AB thì cái độ bao phủ bổ khối hạn chế đánh giá đó mà AB hạn chế đánh giá độ bao phủ bổ khối khác với tư thế isolateral. Mình đánh giá độ bao phủ bổ khối phía trước phía sau rõ hơn so với tư thế AB. Và tiếp cuối cùng ha, hỗn hợp thì tiếp này là cần trọng nhất. Đây là một cái thay ha, nói phức tạp nhìn hình dễ hiểu. Đây là tiết can, tiết can là liên quan giữa cái chỗ tối với cái chỗ cuối cổ, tự nhiên nó có một bút ha, nó tròn một cái gồ lên của cái xương. Rồi cái tiết bên sơ là sao? Tức là sự gia tăng của cổ khối nhiều quá, tức là phải lúc đầu là học giải phẫu là nó chỉ bao cái chỗ này khoảng 2/3 thì nó bao phủ nhiều quá, bao phủ nhiều quá thì nó nằm gọn ở trong đó thì nó sẽ hoạt động sẽ gây cống sẽ tổn thương sụn thì gây thoái hóa nó bị nóng sờ thôi ha. Trong cái tiết này nó chỉ là một gọt này luôn ha. Cái này cái dấu hiệu mình dễ hiểu nhất là cái chuyện dục thế này là thế AB đúng không ạ? AB cái gì này cái ổ khối, ổ xương đùi, cái đường này không ạ? Cái đường này là đường
bản chất là nó bao phủ nhiều, bao phủ nhiều tức là nó theo hội chứng chèn, hội chứng các chèn trong này gọi là hội chứng các chèn trong khớp. Rồi ha, đây chiếc càng ha, thì lên thì mình cổ cố mình cộng như này tổn thương sụn reser ha, độ bao phủ nhiều mà nó cũng bị luôn, thì là hai chiếc. Thì đây chiếc càng ha, chiếc reser càng trẻ nữ lớn hơn đây. Rốt lưng ở đâu? Rốt lưng ở xương đùi, vị trí của nó giữa cổ của xương đùi. Đây rốt lưng ở đâu? Ở ổ khối. Đây dấu hiệu ha, đây là trước ổ khối ha, chạy ra phía sau. Ví dụ có sờ chạy ra phía sau. Cách điều trị là sao? Đang x quang như thế là vậy ha. Thấy từ đây nó có một cái bút ha, một cái chồi, chồi xương lên, một cái bắp xương sống mình sẽ đo, Như vậy đây là thời tiết gì? Càng sẽ đo một đường thẳng trục đi qua cổ xương đùi và lấy tâm của chỗ đi hướng về phía tổn thương, hướng có cái bút này ha, cái chòi đó kéo lên này, đo lớn hơn 55 độ hay 60 độ đó thì chẳng đó là một cái càng. Để làm gì? Để người ta sẽ điều trị như này, người ta cắt bọt xương gì đó rồi cổ, nếu người cổ cối thì người ta tái tạo lại một cách. Để làm gì? Để hạn chế nó bị một cái nó có háo sớm. Vì nếu mà có ăn sớm thì sẽ dẫn đến là thay có tháng, thay có ăn sớm thì không được đâu ạ. Đây là một cái cạn hai bên ha, nó trồi xương vừa lên như thế này. Rồi một cái bút tiếp ha, một cái phù thủy xương dưới sụn ha. Đây tiếp, tương sơ. Như là nói là tiếp tương sơ liên quan đến bao phủ của khối ha. Cái này là rõ luôn ha, cái này là rõ luôn là sao? Giống như đùi nó chạy sâu bên trong cổ cố nó bao phủ quá gần hết cái chỗ luôn ha. Đây cái này là một F2 mà gọi là insert. Rồi mít thì bị hai thứ luôn ha, nó bao phủ hơn 2/3 của cái chỗ và nó có cái bút chỗ này. Rồi mình qua có phần chạm mà ngoài khớp, kiểu như ngoài khớp đây thường nó mình sẽ học gì? FI nè ha, hội chứng chạm FI. FI tức là xung đột giữa chậu đùi. Nãy mình nhớ ha, giữa chậu đùi sẽ có cơ buông đùi. Nhưng mình học cơ buông đùi ha, mình nhắc nhớ giải phẫu của cơ buông đùi. Đây, giải phẫu ha, đây, cơ buông đùi đi ha. Cơ buông đùi ở mặt sau, giữa chậu. Thì người ta đo, đo khoảng cách của nó ha. FI nhỏ 15. Rồi, đây ha. Đây. Mình chỉ làm 4 mức độ đó. Nhẹ như thế này ha, trung bình, tối thiểu nhẹ ha, trung bình và nặng, tổn thương cơ xương đùi. Có thể đi kèm với bao hoặc dịch vùng này nữa. Đây ha, một cái hội chứng chạm ngoài khớp ảnh hưởng đến cơ xương đùi ha, hẹp khoảng cách giữa đùi, chậu đùi. Someone
phòng thứ nhất là hội chứng chạng. Hội chứng chạng đối với cấp hai thì đơn giản nhé, nó đơn giản đối với mình thôi, nhưng mà nó phức tạp của cổ phục viên. Tổn thương sụn viền cổ khối, sụn viền cổ khối thì nhận như có ha, 270 độ đúng không ạ? 270 độ sụn viền phía bên ngoài ha, nó cũng có tính chất mà làm gia tăng hết, gia tăng diện tích cổ khối giống như là khớp vai, nhưng mà nó không quan trọng đối với khớp vai, bởi vì đây là một thứ khá là tổn thương ha, thường tổn thương cái vùng này chỉ xảy ra một tổn thương rất là mạnh thôi, thấy cái đập đó. Cái đây nhiều người đó, họ bây giờ đó là rác sụn viền, có nhiều người nói là rác sụn viền, nó là cọc sụn viền, bóng sụn viền, tức là người ta giảm nhẹ lại cái từ thuật ngữ về cái viền đó thôi. Mấy ông nội này kể qua chúng ta nhiều quá, đại khái là đại khái ý nghĩa của cái này muốn nói là gì, tổn thương sụn viền muốn khối thực sự muốn hết gặp, mà nó đã có tổn thương thì sao, khó phục hồi so với những cái vùng khác, vùng khác thì muốn thuốc được thứ hết á, bởi vì mình vừa lột rất là nặng rồi. Tổn thương sụn viền xảy ra khi một chấn thương cấp hoặc là cho nên tất cả những chấn thương mà ví dụ như nãy giờ mình học những tổn thương mà về dư lợi, những tổn thương ngoài bao khớp, những tổn thương dư lợi như vậy ha, bắt buộc người ta phải điều trị ngay lập tức, điều trị phẫu thuật theo dõi kỹ, nếu không thì sao, nếu không thì tổn thương sụn viền, tổn thương sụn viền dẫn đến một cái qua rất là sớm. Và nguyên nhân thứ hai là những phi chấn thương là liên quan đến FA đúng không? FA là nãy nó hỏng chứng trạng, mấy FA lại là một vấn đề phức tạp đó. Tức là ví dụ như bây giờ nó có một cái bút ha, nó có chồi xương ngay chỗ tiếp xúc giữa cổ, bắt được người ta bắt phẫu thuật, rồi bắt tương xứng giữa cái máy ha, cái thằng trước của cổ nó buộc ra đi sao, như vậy người ta cũng có tái tạo cối, như vậy là cả điều liên quan đến cổ phục viên hết. Ví dụ mình nói là một cái viên chấn thương, nhưng những viên chấn thương này lặp đi lặp lại và bắt buộc người ta nó có những phẫu thuật chỉnh sửa, cái khá nó phức tạp rất là nhiều. Cũng giống như thất khái có những bệnh lý giống như là loạn sản thất khái mãn sinh, tất cả những trường hợp này cần có điều trị phẫu thuật đúng không? Thế còn những cái thất khái mà không có những bệnh lý những thời thì là chiếu nhi ha, giống như là thất khái là có một cái chuông hạng ho về nhi, thì thất khái có những bệnh lý là loạn sản thất khái mãn sinh người ta phải điều trị, nếu không bé phẫu thuật và qua sẽ thôi. Sự thay đổi khối thì nhắc hồi nãy là thấy MRI hoặc là CT tìm thẳng vào bao khớp, vị trí phổ biến nhất là đương nhiên là phía trước trên rồi, giống như hai IVM phía trước trên khớp ở trên phía trên trái ha, xin chú ý một điều đó và không có sự kiện mặt dưới ha, bởi vì mặt dưới là sao, ở đó là cái chi này ngang bán và có là đóng như rồi. Rồi đây là mô tả ha, mô tả một cái tổn thương sụn như đây, rồi người ta tái hóa một cái quay một cái sờ ha, một rách bán phần đúng là luôn ha. Đây là thằng mà tôi tiêm gì đây? Tiêm thuốc cho bao khớp, phần đen ha, là phần sụn, phần viền của cối. Ánh sáng đây là sụn của xương đùi, sụn của cối ha. Ở đây, đây một cái rách bán phần ha, một cái rách bọt phần. Ở đây, đây thì giống như là, giống như là một cái tổn thương của khớp vai chứ, đúng rồi. Tổn thương khớp vai mình nhìn vô khớp vai mình thấy một cái nang cạnh sụn viền, nang cạnh sụn viền do nhiều nguyên nhân hậu quả rất túi thừa bao khớp vân vân, nhưng mà trong ba những nguyên nhân của nang sụn viền thì cái hàng đầu mình có nghĩ tới đó chính là rất sụn viền, chứ không phải là nang sụn viền mà phải rất sụn viền đó, túi thừa bao khớp thì sao ví dụ vậy, nhưng mà thường gặp nhất đó là rất sụn viền ha, rất sụn viền kèm vô liên quan đến cơ thắt lưng chậu, cơ thẳng đùi. Rồi, như vậy là mình xong cái phần này, xong cái phần hội chứng trạng này mình chỉ học hai cái hội chứng chủ đạo nhất đó chính là FAI và FI, tới tới là mình học cái hội chứng là liên quan đến cái chậu xuất tràn của cơ may để dập vùng đó ha. Một cái thứ hai mình bắt đầu học là step đi tiếp cấp hai thì cái này chuột định nghĩa là chuột có gân cơ này, chuột đang có gân cơ khác thì gây ra một bệnh lý vùng khớp ha. Thì đây là trong khớp á, trong khớp thì cái này mình học từ học ha. Đây ngoài khớp, bên khớp thì trong đây nó để nằm nhất là gì ạ? Cơ thắt lưng chậu đúng không? Kiếm phòng học ha. Cái thứ hai này sao? Liên quan đến là đi vô này, giải đầu chạy, giải đầu chạy và cơ lưng lớn ha, thường gặp nhất ha.
trường hợp ngày đầu dài hai quản lý ở dưới cấp phố thì nhiều hơn chiếc xe này gì ha, ở cấp gối đầu dài gần đôi nhị đầu ha, thì quản lý này thiếu luôn. Như vậy có bạn chỉ học một cái hộp chính trong này, đó chính là một cái giữa cái giải đồ thầy và có một lối mà thôi. Đây là phía sau là cơ mông lớn, là một cái xung đột giữa một cái cơ mông lớn với các dãy cột chạy hơi cơ bụng của máu chuyển lớn. Bên đây là cái khối quá ha, đây là chỗ này ha, dãy cột chạy các loại giải phẫu ha, dãy cột chạy ở đây phía ngoài nhất của mình đó chính là dãy cột chạy phía dưới này, cơ mông mông lớn. Đây là một mặt cắt axo đây nha, vậy luôn luôn cái mắt nhìn ra một tí ha, cái mắt nhìn ra một tí, đây là liên quan đến cơ chân chậu tán vào một chuyển gan, để có một ngang na một chuyển, có viên viên ba một chuyển cùng chỗ này ha, còn một cái viên đơn cơ chân chậu tại vị trí này luôn ha. Đây là hình mô mô tả lại ha, đây cơ mô lớn ha, thấy chỗ chạy phía trong này, phía trong là mối chuyển bé nơi bán của cơ lá chân chậu rất gần, chỗ này gần nhiều hơn. Còn một cái bệnh lý cuối cùng đó là hội chứng đau của vùng máu chuyển lớn, thì nó cũng đơn giản thôi, tất cả mình học như vậy, mình học giải phẫu mình sẽ học được hết. Cho nên mình nhớ lại máu chuyển lớn mình có những gì, thứ nhất là có những khớp phía trên phía ngoài phía sau và phía sau gan, gân gân ba phía đây là có gân gì, hai gân cơ bản thôi, môn nhỏ môn bé đấy, nhắc đi nhắc lại hoài ha, con nhỏ ở phía sau hơn, con bé ở phía sau, con nhỏ ở phía ngoài hơn. Và chỗ này nó có thêm bao hộp dịch, bao hộp dịch thì nó có bao hộp dịch của trời phía trước, phía trên, phía sau. Như vậy thì cái tổn thương thì mình đọc ha, một là có tổn thương do hay không, nó đi thèm bao hộp dịch hay không thì mình đọc để liên quan đến của hộp chứng này không, có một hộp chứng này nhưng mà chẳng có thì rất đơn giản, chỉ là mình nắm cái giải phẫu mình có thể đọc được. Đây là một viên viên gân ha, viên gân mà đó có một phần của cơ mông mông nhỏ ở đây ha, viên bao học dịch ha, hồi nãy là cơ mông bé, đây cơ mông nhỏ phía phía ngoài. À, hình này cũng vậy ha, một cái bệnh lý gân, nhắc lại ha, nhắc lại bệnh lý chỗ bám ha, một cái viên bao học dịch ha, viên bao học dịch bao học dịch chạy lên bắt thuốc. Các chị biết những cái từ ví dụ như viêm bao, thế nào là viêm bao bọc dịch, thế nào là synovitis, thế nào là capsulitis, mà cái này mình không biết được ha, capsulitis là sao mà synovitis là sao ha, đang bao dịch khu vực cơ mông lớn ở phía sau gan đúng không, có hình ảnh giải phẫu nó có ba cái cơ, ba cái bao bọc dịch tại cái vùng đó. Đây là một viêm gân đóng vôi ha, không thường thôi, giống như bệnh lý của dốc xoay lấy đầu một khác hay gì ha, HIV thì hay gặp ở vùng khớp vai là nhiều hơn. Cơ mông nhỏ ha, một cái viêm bao dịch, viêm viêm gân, một cái viêm gân và viêm bao dịch bên cạnh nó. Rồi à, cuối cùng nữa là nhớ giải phẫu cái như nãy con tướng ISO đó, em có chỉ ha, phía sau này phía trước này, cái chỗ nào là cái ngồi, chỗ nào là cái lùi ha, cái đi qua ngồi, vị trí giải phẫu.